Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự Chiếu Cố Của Thần Linh, tập 33. Còn một vạch pháp lực, chắc là đủ dùng. Xào sạc, xào sạc, rào, ri rào, hử, đó là cái gì? Ơ, chúng ta biến trở về rồi. Thật sự biến trở về rồi? Là ngươi làm ư? Không phải, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Tại sao cây cối đều biến lại thành quỷ? Chắc là Du Huynh làm nhỉ? Biến cả ngọn núi trở về hình dạng ban đầu, e là đã tiêu hao không ít pháp lực. Điều đó có nghĩa là dù có thể xảy ra chuyện. À, cảm ơn ngài, là vị thần tiên này cứu chúng ta đó. Không cần cảm ơn. May mắn tiêu hao ít hơn dự tính của mình. Bịch bịch. Còn dư lại 1/3 và pháp lực. Ế, ôi chao, sao linh hồn chạy ra ngoài rồi? Thật là tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi. Thình thịch, tôi không sao. Tại sao cứ nhìn thấy cậu ấy là tim lại đập rất nhanh nhỉ? À, Từ Huynh. Ơ, sao đột nhiên lại đẩy mình ra? Lẽ nào bây giờ tất cả đều đã giải quyết xong, sẽ không còn bệnh dịch quỷ nữa? Ta đã ứng kìa. Vậy vừa lúc linh hồn này cũng đóng gói xong rồi, đưa cho tôi. Được, vậy ta trực tiếp mở lối đi giữa địa phủ và nhân giới ở đây. Đây là con đường nhanh nhất để đến nhân giới, là bậc thang bằng thủy tinh. Cảm ơn ngươi. Hình như sẽ không bị nứt. Vậy thì có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Yukaka, tôi trực tiếp đẩy ra được không? Khoan đã, cậu vẫn nên nắm lấy tay của tôi đi. Lỡ như chúng ta lạc nhau thì sẽ không tốt. Được. Sao vậy nhỉ? Lúc đến đây cũng là tay nắm tay. Tại sao lúc này tâm tình trở nên có chút khó xử? Vậy tôi để ra nha.